Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn đánh giá các đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2023 không quá mạnh. Tôi thấy các đối thủ đều vừa sức. Chúng tôi cố gắng tập luyện, thi đấu và cống hiến những trận đấu đẹp cho người hâm mộ đội tuyển U23 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn chia sẻ trước buổi tập chiều 30 tháng 8. Đội tuyển U23 Việt Nam bước vào buổi tập với đầy đủ quân số để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024. Ở giải này, các học trò của huấn luyện viên Chu Xie nằm cùng bảng với U23 Yemen, U23 Guam và U23 Singapore. Các cầu thủ tập trung đội tuyển ngay sau khi các giải quốc đội kết thúc cách đây ít ngày. Tuy nhiên, tất cả đều tỏ ra hào hứng và sung sức cho nhiệm vụ sắp tới. Nguyễn Thanh Nhàn là một trong 35 cầu thủ được triệu tập. Tiền đạo PVF Công an Nhân dân từng có tên trong thành phần dự SEA Games 32 vừa qua của huấn luyện viên Chu Xie. Tuy nhiên, anh không góp mặt cùng U23 Việt Nam tại U23 Đông Nam Á. Cầu thủ này tỏ ra tiếc nuối khi lỡ cơ hội nâng cao chức vô địch. Tôi có chút tiếc nuối do câu lạc bộ chủ quản không thể nhả quân. Do đó, tôi tiếp tục thi đấu ở giải hạng nhất, Thanh Nhàn giải bày. Thanh Nhàn ghi được 10 bàn ở giải hạng nhất 2023, qua đó giành danh hiệu vua phá lưới của giải. Năm ngoái, tiền đạo sinh năm 2003 cũng đạt thành tích tương tự. Anh được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công của U23 Việt Nam ở giải đấu sắp tới. Song Thanh Nhàn khiêm tốn. Anh chia sẻ, tôi nghĩ mỗi đợt tập trung đều khó khăn nên tôi cố gắng hết mình để điền tên vào danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á. Lợi thế của tôi là tốc độ và khả năng đi bóng. Ở những đợt tập trung trước, tôi chưa thể hiện những gì tốt nhất. Tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình và giành suất đá chính, tiền đạo này nói thêm. Sau buổi tập chiều nay, ngày mai 31 tháng 8, toàn đội di chuyển lên Phú Thọ để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024.